Bạn là một quý nhân, luôn mang đến may mắn cho những người xung quanh bạn. Từng lời nói hành động của bạn, giàu tình yêu thương, giàu năng lượng tích cực, truyền cảm hứng tích cực, nâng đỡ tinh thần cho những người xung quanh. Bạn luôn làm rạng ngời một ngày của ai đó bằng nguồn tình yêu thương dồi dào của bạn. Chính vẻ đẹp nội tâm của bạn, trái tim nhân hậu của bạn còn hỗ trợ những người xung quanh bạn. Từ nhận thức, bên trong họ cũng có nguồn tài nguyên dồi dào vô tận, đó chính là tình yêu. Họ có thể cho đi bất kỳ lúc nào qua việc lựa chọn trong từng lời nói hành động của mình. Bạn đang tạo ra rất nhiều những gợn sóng năng lượng tích cực, làm cho cuộc đời này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và hãy nhớ rằng, khi bạn là một quý nhân, bạn mang lại may mắn cho rất nhiều người, thì bạn dễ dàng gặp được những quý nhân, gặp được nhiều may mắn trong cuộc đời của bạn. Bởi vì năng lượng thu hút năng lượng, vũ trụ đền đáp cho bạn thật xứng đáng vào đúng thời gian thần thánh trong tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Bạn xứng đáng trải nghiệm được tình yêu đích thực, hạnh phúc đích thực, một cuộc sống cân bằng thịnh vượng trong cuộc đời này. Quốc Khánh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.